mới trao được. Chúng tôi đến nhà ông Võ Văn Bưng, dân địa phương thường gọi là ông Hê Bưng, đúng lúc ông vừa lùa trâu từ ngoài đồng về. Chết tựa ở trong cái cây thông là muốn được chết gà kia là 100 ngàn, một con gắn bó lâu năm ở vùng đất này, giới tính hệt hạt, chân chất, khiến chúng tôi nhận ra ông mang đậm tính cách của lão nông Đồng Tháp 10. Điều đặc biệt, ông là một trong những lão nông hiếm hoi có niềm đam mê nuôi chim trích và một quá khứ lâu năm với nghề săn bắt trích rừng một thời ở Đồng Tháp 10. Ồ, cảnh đất đá đẹp quá. Ông Hai cho biết ông đam mê với nghề nuôi trích cồ năm ông lên 16 tuổi. Việc nuôi cực nhọc và nhiều lần bị cha mẹ ông la rầy, nhưng vì sở thích khiến ông không thể từ bỏ, nhất là nuôi trích mồi để săn bắt trích rừng ngoài tự nhiên hoang dã. Bởi khi ấy, vùng Đồng Tháp 10 rộng hơn 700.000 hecta, còn nhiều nơi đồng không mong quạnh với chim trời cá nước, với con người lam lũ khiêng quài và giản dị. Những khi trích cồ cất tiếng gáy hay múa hót là lúc ông cảm thấy yêu hơn thú vui dân dã của mình. Nó đá nè, rồi nó gáy nè, rồi nó kêu đó, rồi nó phụng xè đó, mình mới là cái đó đó. Chứ không có cái gì đâu, mà cái loại này thì vậy thôi. Đó. Ý thích mình, trời ơi, ông già tôi cũng la hoài, ông không cho chơi. Mà ông là chơi, tôi đi chơi, mà ông đi kiếm luôn đó. Mà cái lúc đó tôi không có vợ ra, có vợ bỏ vợ lên đi luôn mà. Con số đáng ngạc nhiên, có đến 300 con trích được ông nuôi nấng và thuần dưỡng trở thành trích mồi kể từ khi bước vào nghề nuôi và săn bắt trích cồ. Mình đi gài bẫy hay là mình là dùng trích mồi? Bẫy mồi mà mồi nè. Mồi này có mồi này bắt nó mới được, không có mồi này bắt nó gì được. Nhử con kia vô nó đá chết mình. Còn mới dính mình làm gì có chồng. Trích ở đây nhiều lắm. Hồi đó nhiều lắm, bây giờ là đi tứ tán luôn ta. Nhiều con trích mồi múa hót hay, dáng đẹp, hiểu được tính chủ và bắt bụi hay đã làm ông yêu thích hơn loài chim nước quen giả mà đôi khi ông yêu mến chúng như con. Có lẽ vì vậy mà đến nay, hơn 60 năm trong nghề nuôi và săn bắt chim trích quen giả, ông chưa thôi quên vật nuôi này. Ba bốn trăm con chích mồi, tôi chơi đó, 300-400 đó, chứ đừng đó 1-20 con này đâu. Tôi chơi hồi nhỏ tới lớn luôn mà biết nhiều con đó chích mồi đó. Đó, nói rõ chúng tôi nghe. Đó, mà vậy đó. Rồi mà con chích này nó quý cái đó, mà con chích kia cũng tầm thường thôi. Nó cũng hay mà nó đâu không bằng. Nó phồng xè hang, nó phồng xè nó tròn vo à, phồng đẹp lắm. Tao đã không có chích nào mà là chích, bởi vậy là ai cũng là thấy ông Hai nó luôn chích thì xứng đáng thiệt. Nó kêu vô nhà luôn, kêu con chích rừng ở ngoài đồng vô nhà. Nhà là tôi lúc trước ở đằng này nè, ở xong á, cởi nước lên, nó vô lệnh nhở trơn, nó kêu chỗ đó đó, chú tính đi, nó hay á. Con chích đó là tôi quý trọng nó nè, cũng như đứa con tôi vậy. Vì nuôi trích lâu năm nên nhiều người gọi vui ông bằng biệt danh ông Hai Trích. Ông Hai nhớ lại thời hoàng kim của nghề nuôi trích mồi và săn bắt chim trích rừng vài mươi năm trước,
Khi đó, chỉ vài con trích mồi cùng với chiếc xuồng và chiếc carem. Mỗi chuyến đi săn như vậy là ông có thể bắt cả trăm trích rừng, chim trích tự nhiên mà người dân ở đây thường gọi. Những cánh đồng ngập nước và rừng tràm mênh mông như Hồng Ngự, Tam Nông, Tháp Mười thuộc tỉnh Đồng Tháp, hay Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa thuộc tỉnh Long An, hầu như nơi nào cũng in dấu chân ông. Mỗi chuyến đi như vậy kéo dài đôi ba ngày, thậm chí cả tuần. Ngoài sinh kế, với ông còn là đam mê và thú vui giản dị của người dân sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp 10, tiểu vùng của hạ lưu sông Mekong. Mà ông già tôi là ổng còn đi kiếm, tôi đi xuồng á, dở đi xuồng là hai ba cặp đi gài chơi, ăn. Tôi nói đi gài, đi gài chích rừng nha, gài ngon chích rừng ở rừng á, tôi đá cầu hen, rồi lại bắt mày cái màu nó rõ ré, nó là vậy đó, câu hơn con sò nẹo nẹo chứ. Chích để nó đá mồi rồi. Bây giờ mình thấy chích con nít dân này nếp bây giờ mới chích tôi gan không có gì. Thâm niên trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc trích mồi, ông hai hiểu từng động tác, từng cử chỉ, điệu bộ của chúng, như dáng đi, điệu múa, ánh mắt, tiếng kêu, để từ đó nhận biết được khả năng bắt bụi của trích mồi, giỏi hay dở. Sự am hiểu này bắt nguồn từ sự đam mê. Điều đó giải thích phần nào về biệt danh hay trích của ông. Đá khắp xứ luôn. Để đó màu chơi đi qua tới bên đường gòn ấy luôn, đá ăn nó không nhị đó, cái còn bự đó, chấm lớn hơn lớn tuổi rồi, để con chích tôi ở trong cái sông là muốn con chích cái là 100 ngàn một con rồi là đã vô là nhảy vô, ai chích tượng đèn câu là nó chơi tao nó chích không. Đam mê là thế, nhưng theo ông, nghề nuôi trích cồ và thuần dưỡng để có những con trích mồi ngay là không dễ chút nào. Nó cực khổ lắm mà, tại mình hay mà ham phải cho ăn, uống hai nước, nó mới sung con trích chứ phải săn sóc nó mới được. Không bảo thế gì con trích người nó đâu có mộng tốt là gì đâu. Mình nó cũng giữ vậy, mình phải chăm sóc nó, lo cho nó ăn rồi mà này, nó uống mật thì nó phải đặt, nó phải hang, nó sung lên kêu. Lớn con quá ha. Trong bây giờ là nó cả ký. Chích nó ngang nó hì luôn, rền cái đầu. Mà thu ra đi mình thu được. Bắt mà dò, dòng. Bắt dòng nó bắt được. Mà cái màu mà nó hay, bắt nó mới được. Cái màu mà nó hơi bà bở là nó đá, cái màu mà lặn luôn. Đam mê nuôi dưỡng trích cồ cộng với sự hiểu biết và kinh nghiệm lâu năm, nhiều con trích mồi do ông thuần dưỡng trị giá mỗi con hàng chục giả lúa thời ấy, và khó có con trích nào trong vùng có khả năng dẫn dụ trích rừng bền bỉ như những trích mồi do ông tuyển chọn. Điều làm ông nhớ nhất đó là những lúc trích mồi dẫn dụ trích rừng với tiếng gáy vui nhộn cả một cốc trời. Giấc sáng với giấc chiều, nắng này nó có sung, nắng này nó xì, nó nắng nó mệt, giấc sáng nó mát mà trời đó, với mùa mưa nó sung, thích thì nó phái cái chỗ mưa rồi, mưa gió là nó mát mình đó, nó phái. Nhiều hôm trước. Dự lâm cũng như mà dịch hãng vậy, thật là hồi nó chịu mà nó thay lòng ha. 2-3 ngàn con, hồi nó chớp là cũng dịch thả gì đó, nó gỡ mày, ham lắm, nó mê vậy tôi mới lấy chứ không ấy mày, chứ phải ấy thường thường đâu, tao la nó gỡ mày đang hù con đang nó nhảy chớp lên mình cũng như dịch gì đó. Rồi chú dài một lần vậy được nhiều không? Chứ mà gài lần là cũng 50-70 con có, 50-70 con, 100 con có, mỗi ngày mà đi chiến nha. Năm mấy bữa chứ không phải ngày nào gì đâu. Trích cồ thì nhiều người nuôi được và nuôi được nhiều, nhưng chọn ra được những con trích đẹp
có khả năng bắt bụi hay và bền thì không nhiều. Vì vậy, theo ông Hai, điều này tùy thuộc vào kinh nghiệm lâu năm và hiểu biết của từng người. Sáu tuổi nữa là tôi chơi là tới giờ 16 tuổi giờ tôi đứng không nhiêu năm mấy năm rồi. Nó có một cái thú vui gì mà chú lại tham mê lại đợi gì vậy đó thì hài thú vị thì cho tôi đã. Tùy theo con chích. Con chích nó đẹp, con chích nó không, chứ không phải con nào đẹp hết đâu. Đó, giờ trên đây thì giờ chú thấy đó, có số con đẹp, có số không đó, thấy không? Cũng vậy đó. Mà chích đẹp là chích sao? Thì nó bóng sắc, nó bự, cái nó phùng xè rồi kia. Đá, đó, cũng đẹp. Chứ chích mới gửi, thì mình lũi chạy ào ào, nó đẹp còn gì đâu, đúng không? Nó múa lên phùng xè, nữ, nó đá luôn. Tôi nó còn đá mà, là chủ nhà còn đá mà. Đó, tôi là chắc đó là một cái điều làm cho mình đam mê. Ừ, tôi mê dữ dằn lắm chú ơi, giờ chú không nằm lắm, nằm ngày thôi chứ nằm ngày. Chú mê dữ lắm, ghét luôn á. Nó ham, chứ mình ham mà chơi được chứ không ham mà không có chơi. Dặn châu khác ơi, chích nhát. Con chích này mà nó muốn chứ nó không sao làm nó chịu gánh này đó. Giờ đây, ông Hai hầu như truyền lại đam mê ấy cho những người con. Dây đàn trích có đến hơn chục con được nuôi quanh nhà. Người thì thay nước, người thì tìm thức ăn, người thì săn sóc trích giống, tạo nên quang cảnh nhộn nhịp ở vùng nông thôn buổi sáng, ven vườn quốc gia Tràm Chim thuộc huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Qua cách chăm sóc của gia đình ông Hai và người dân ở vùng Đồng Tháp 10, có thể thấy trích cồ là loài vật thân thiện, có màu sắc đẹp, dễ nuôi, có thể chọn giống nuôi lớn và ấp nở dễ dàng. Chỉ khó nhất là cần biết cách chăm sóc khi trích giống mới nở, đến lúc trích tự biết ăn. Đây là lúa trời. Lúa trời. Ăn lắm hả? Dạ, cái năng. Cái trời lúa mình. Cái gì nó ăn cũng được nhưng dễ ăn lắm. Có cái gì nó ăn được chứ? Cái gì nó ăn? Tỏ gắt cái gì nó nha. Nói chung ra là nó dễ ăn, nó ăn ra người ta mình vậy. Cơm, lúa, gạo gì, thịt hà gì, cua hay là cá gì cũng được. Làm gì nó ăn được. Dễ ăn lắm. Thì khi là ba cái đầu cay, ớt này kia là nó ăn được thôi. Còn cái gì mình ăn được là nó ăn được. Cỏ gác này kia là nó thấy cỏ ngon này. Cái giò sẽ tự giò sẽ ăn giò ăn gì ra cha lăn nằm hả? Ừ, ra ngoài chơi đẻ lấy trứng ra cho phải đẻ trứng này nuôi chết rồi năm chú bao nhiêu tuổi? Tôi chơi thầy đó là thầy 16 tuổi. Bây giờ luôn. Thôi đi. Nhờ kế thừa kinh nghiệm của thế hệ trước, giờ đây những người con của ông Hai đã có thể tự cho trích sinh sản để chủ động nguồn giống nuôi và phục vụ những người có cùng sở thích với nghề nuôi thuần dưỡng chim nước hoang dã. Qua đó
góp phần bảo tồn loài chim nước đẹp đặc trưng ở vùng đất ngập nước. Trong một năm vậy là nó đẻ bao nhiêu lứa? Thì theo mình cho nó ăn đầy đủ thì đẻ được 2 đợt, nhưng mà không ăn đầy đủ thì đẻ 1 đợt. Vậy là nó cũng đẻ theo mùa chứ không phải là luôn. Mùa nước nổi nó đẻ nhiều hơn. Cái mùa này thì nó đẻ ít. Theo mùa tháng 7, tháng 8 nó nhiều hơn. Mỗi một đợt vậy là nó đẻ, một cặp trích nó đẻ được khoảng bao nhiêu? 4-5 trứng. Mình sử dụng cái trứng đó đó, mình ấp hay là để cho nó tự ấp luôn? Mình đem ra ấp. Nhiều chích nào mà nó giữ trứng thì để cho nó ấp. Nào không giữ trứng thì đem ra mình ấp. Chứ để nó mổ trứng. Rồi việc bán trích giống hiện nay của gia đình mình như thế nào ha? Mít có bán. Để gà giống chơi. Nhưng mà ai thích mình lên bán rẻ cho người ta chơi. Cặp nào mắc nhất thì khoảng 3-4 triệu. Nào rẻ thì 1 triệu chưa gửi. Tùy theo cái... Rẻ của chiếc tôi ở trong cái sông đó. Là rút một chiếc gà kia là 100 ngàn. Và một con không? Rồi là đã vô rồi, nhảy vô. Hai chiếc đồng đồ, thôi là mới vô cho tao. Trong mong 2 phần này, có ai thì nghỉ nữa. Có dịp ngắm nhìn đàn trích của gia đình ông hay nuôi dưỡng, giúp chúng tôi cảm nhận vẻ đẹp của loài chim hoang dã, vốn lâu nay được gia đình ông và nhiều người yêu mến. Điều đó cũng phần nào giải thích lý do ông và gia đình gắn bó lâu năm với vật nuôi này. Theo dõi và đam mê gắn bó với nghề trích này lâu năm rồi thì cũng như cả gia đình tiến thấy cái nghề này rồi cái thú vui này nó có bị dạng lỗi thời hay không? Không, cái nghề này là nghề đam mê, ai nói lỡ thời cả sẽ đâu có thể là thời được. Mình tại đam mê không có lỗi thời phải không? Không, cái nghề trích là không có lỗi thời. Vì sao? Tại mình đam mê. Tại mình đam mê thì vẫn đam mê suốt đời, đâu có bỏ nó được. Gắn bó lâu năm với vùng đất ngập nước, với hàng chục năm trong nghề thuần dưỡng và săn trích rừng, với bước chân dọc ngang khắp Đồng Tháp 10 của ông hai, giúp chúng tôi hiểu thêm về một góc Đồng Tháp 10 xưa, với thiên nhiên hoang sơ, với chim trời cá nước, hiểu thêm về phong cách, về kinh nghiệm sống quý giá, về niềm đam mê và thú tiêu khiển của người dân thôn quê Đồng Tháp 10 sinh động và đầy màu sắc, góp phần khắc họa nên một nét tính cách con người và thiên nhiên hào phóng nơi này.